Hello Mina, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm sao để kiếm được tiền ở trong con app iWin này nhá. Và các bạn đừng quên là bấm vào đường link bên dưới thì các bạn có thể tải về và có thể là trải nghiệm cùng với mình. Và anh em khi coi clip của mình ấy thì các bạn like, comment số điện thoại Zalo bên dưới, mình sẽ tặng cho các bạn các code giá trị là 20k nha. Mình sẽ chọn ngẫu nhiên từ 2 cho đến 3 bạn nhé. Rồi, mới vô thì mình sẽ giao lưu với các bạn với một cái trò chơi rất là thú vị và rất là dễ kiếm tiền. Đó chính là cái trò đặt bom. Thì bây giờ mình sẽ vào đó là cái phòng đặt bom để cho anh em thấy được là cái trò đặt bom này có thể kiếm được tiền là ok hay không nha. Rồi, mình sẽ vào cái phòng mà dân chơi đi các bạn ơi, để xem thử là kiếm tiền được hay không nhá. Với số tiền của mình thì mình để coi thì mình đoạt có bị nổ bom hay không. 200 nè, ok, được đó là 29k anh em ạ. Khá là thơm nha. Rồi tiếp tục nhá, để coi cái bao sâu thì có dính bom hay không. Và thông thường đối với cái trò đặt bom này á, các bạn bọt cỡ khoảng 5 cây cho một lần vào là đẹp rồi. Còn những cây sau thì tỷ lệ anh em dính bom cao nha, cho nên là các bạn lưu ý là bọt tầm khoảng 5 cây thôi thì các bạn ngừng là đẹp. Ok, tiếp tục là 23k nè. Rồi, để coi ở cây sau này. Rồi, ở cái bao lì xì thứ 3 này để coi thử mình có thêm được cái đồng nào hay không nha các bạn. Đó, nói chung là cái trò đặt bom này đôi lúc thì nó hơi chậm một chút nha anh em ơi. Ok, cái bao 1 triệu nè, căng thẳng quá ta, nên bấm hay không anh em? Hơi căng nha, bấm thử nha. Ok, được 28 nè. Trời ơi, tưởng đâu là cái bao này dính cái bom là hơi bị điên á nha. Ăn mới có mấy chục ca mà dính cái bao mà 1 triệu này là thầy nói là rất là xui luôn. Cho nên mới nói là cái trò đặt bom này cũng hơi xui lắm. Ồ, cái bao này 1 triệu tư nữa các bạn. À, cái bao này 1 triệu tư nha. Ok nè, 162, quá là may mắn rồi. Mình là người bọt thứ hai nhưng mà rất may mắn là mình không bị dính bom nha. Không biết là những người chơi này thì có ai dính hay không? Không ai dính luôn các bạn. Vậy là cái bạn đặt bom này hơi bị thốn rồi. Ở cái bao này 200 nè. 200 thì dễ rồi, cái này mình bọt luôn nha anh em. Thôi mình nghĩ là thôi dừng lại các bạn ơi. Rồi, ok, hết cái này mình dừng lại đẹp. Rồi, đó vậy là mình đã hoàn thành 5 cây đoạt bom mà không bị dính bom rồi nha các bạn. Khá là dễ nha, và nãy giờ cũng kiếm được sương sương cũng được 200-300 rồi anh em. Đó, nói chung mình có vốn mình vào đây mình kiếm 200-300 một ngày là ok rồi. Đó, số tiền của mình lên được đó là 6.9 triệu rồi nhá. Rồi, và các bạn đừng quên là tham gia cái vòng quay điểm nè, khi các bạn chơi hàng ngày nha, với là điểm danh nè, cũng nhận được cái tiền nè. Đó, thêm nữa là các bạn có thể là chia sẻ lên Facebook mỗi ngày cũng có thể nhận được 3.000 đồng nữa. Đó, rất là nhiều ưu đãi và các bạn có thể kiếm tiền free từ con app này. Rồi, bây giờ mình sẽ vào đây và giao lưu với các bạn cái trò lông hổ một chút nhá. Để coi thử là cái trò lông hổ ở trong con app này có thể kiếm tiền theo quy luật Baccarat như mình nói hay không. Quy luật Baccarat là các bạn sẽ đánh theo là xanh đỏ 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 xanh xanh. Đó là cái quy luật nha. Thì ở cây này mình sẽ đặt để coi từ từ nha, bỏ cây này đi. Đợi qua cái cột mới mình sẽ bắt đầu đánh nha các bạn. Rồi, qua cột mới nè. Ở cột này mình sẽ khởi động đó là cái ô màu xanh trước tiên nha các bạn. 100 thôi anh em ơi. Vốn cao nhưng mà mình cứ đánh 100 thôi, nhỏ nhỏ thôi các bạn, để có tiền mà mình đúp lên ở những cây sau mà lỡ chọc nhá. Và phương pháp này thì các bạn đánh, lưu ý cho mình là các bạn đánh vốn nhỏ hơn là 30% nha. Ok, 8 ăn nha các bạn, may mắn chưa? Đó, anh em nhớ nha, cái phương pháp này là các bạn đánh là phải lấy cái vốn của mình. Làm sao mà đánh là mỗi trận, mỗi ván mình á, vốn sẽ nhỏ hơn là 30 phần, vốn của mình là bằng 30% vốn thôi nha. Số tiền mình đặt cược á, là bằng 30% vốn là coi như là ok. Đó, rồi cái này đặt về đỏ nè, 100. Còn 9. Còn đồng anh em ạ, quá là chuẩn luôn anh em ơi. Hai cây ăn rồi nha. Rồi tiếp tục, để xem thử là ở cái cây thứ 3 này, ở trong cái ván lông hổ này mình có chuẩn nữa hay không nha. Nãy giờ từ lúc vô game tới giờ là mình ăn bên kia đặt bom 5 cây, giờ qua bên này mình ăn cũng được 2 cây, là thấy là hôm nay khá là thơm rồi nha các bạn. Để xem thử nào. Ok nha, con xì với lại là con ri anh em ạ. Ok luôn, quá là chuẩn lắm em ạ. Ô, nãy là tổng cộng là 8 cây ở trong con app iWin này mình đã đặt chuẩn xác rồi anh em. Hôm nay có vẻ là khá là may mắn. Thì chắc chắn là mình sẽ có lọc cho các bạn rồi nha. May mắn như thế này thì vì các bạn đừng quên là like, share, comment số điện thoại Zalo bên dưới. Mình sẽ tặng cho anh em 3 cái code 20k được chưa? Hôm nay mình sẽ tặng là 3 cái code 20k luôn. Anh em nhớ comment bên dưới nhá. Mình sẽ chọn ngẫu nhiên. Rồi, vừa mới nói phát code dính ngay là một cái cây thua rồi các bạn. Không sao, ăn nãy giờ thì phải có một cây thua thôi, chứ còn ăn hoài thì anh em lại kêu mình lại ảo quá đúng không? Ok, 100k rồi thì ở cây này mình sẽ đúp lên là 200 nha, theo quy luật mà anh em chơi thôi. Cây nào mà chọc thì các bạn sẽ đúp lên cho mình, để coi cây này nó về cái gì nha các bạn.
và mình cũng có một cái nhóm iQueen, các bạn muốn tham gia thì có thể là inbox qua Zalo của mình nhá. Còn Ri với lại con 4 rồi, chuẩn luôn đó. Cho cây kia thì cây này mình bù lên, đắp bù lên là coi như là gỡ lại vốn rồi, mà thậm chí là lời luôn chứ không phải là gỡ lại nha. Đó, phải nói là phương pháp đánh rất là chuẩn xác đối với là quy luật baccarat ở trong cái trò long hổ này. Cứ xanh đỏ 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 xanh xanh là anh em hút bạc thôi. Nãy giờ là mình đánh là ở trong cột này là sai đúng một cây thôi các bạn. Cây này không biết là như thế nào đây. Còn đầm với lại là con, trời ơi con đầm luôn, hoa. Rồi vậy coi như là cột này 6 cây, một cây hòa và một cây thua, là ăn được 4 cây, vậy là quá là thành công rồi anh em ơi. Đó được chưa? Đó, đối với cái trò long hổ là anh em cứ đánh theo quy luật như vậy cho mình là chắc chắn là các bạn cũng sẽ kiếm tiền thôi. Không kiếm ít thì cũng kiếm nhiều. Đó, và anh em nhớ là xem video của mình ấy. Nếu mà thấy hay thì đừng quên cho mình xin nút like và cho mình xin là một nút đăng ký kênh nha các bạn. Đó. Ok nè, ván này mình nâng mức cược lên là 200. Và ở cái ván đầu tiên là bị chọt rồi nha. Thấy hơi xui rồi đấy. Để xem thử ở cái cây này mình có gỡ lại được hay không nha các bạn. Và thường thường là nó thua ở cái cây này thì mình thấy là mấy cây sau hơi căng nha. Thường những cây đầu mà toan là mấy cây sau hơi căng à, đúng luôn. À, may mắn là mình không bị sao hết các bạn. Ở cây này là chuẩn xác. Rồi. À, tiếp tục. Cứ theo quy luật baccarat mà anh em chơi, cứ xanh đỏ 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 xanh xanh nha. Cây này mình sẽ đặt tiếp một cây đỏ nữa để xem thử nó về cái gì đây. Cứ theo quy luật mà anh em chơi cho mình nhá. Các bạn mà bẻ cầu là chắc chắn sẽ toan nha. Lưu ý, đánh theo quy luật là phải không được bẻ cầu. Con già rồi, xong rồi. Cây này là không bẻ cầu rồi mình toan. Chấp nhận thôi anh em ơi. Phải có cây thắng cây thua thôi. Cây nào thua thì anh em đúp lên gỡ lại cho mình. À, còn cây nào thắng thì anh em cứ để đó vậy thôi. Nói chung là khá là đơn giản. Rồi. Bây giờ tiếp tục mình sẽ đặt về cửa đỏ một cây nữa, tại vì là sẽ còn một cây cửa đỏ nữa nhá. Mình sẽ đặt 400 này, double lên đấy. Hy vọng là cây này sẽ ra đúng như là cái cửa mình đặt, con 6 và con 2 vẫn không ra anh em ơi. Ôi, nãy giờ hai cột mình chuẩn và cái cột thứ ba này nó đang gọi là khá là căng thẳng ở cái cột thứ ba này rồi. Ở cái bên này giờ bây giờ mình sẽ đặt là 800. Không biết là nó có ra hay không đây. À, nhưng mà mình nghĩ là hết cái cột này mình sẽ ngừng chơi nha các bạn. Hai ván nữa thôi mình sẽ ngừng. Và coi như là hôm nay mình đã kiếm được đó là 1 triệu là ok rồi các bạn. Để xem thử là cây này như thế nào. Trời ạ. Ôi căng quá các bạn ơi. Trời ơi, cuối cùng hồi lại cái vốn của mình 6 triệu rồi. Ô, ở cái cột này thật sự rất là căng luôn. Nó lịch với quy luật của mình là 50-50 luôn các bạn. Có nghĩa là mình đặt bên đỏ thì ra bên xanh, mà đặt xanh ra đỏ. Rồi cây cuối chốt hạ này, 1 triệu 6 nè các bạn. Cây này là cây chốt hạ nha. Coi thử là cái quy luật mình có được còn ý nghĩa hay không đây. Con 10 và con 2. Rồi. Ok. Coi như là mình may mắn. Và cuối cùng là mình cũng đã gỡ lại được cái vốn ban đầu của mình. Ok nha. Và cuối cùng là nói chung là hôm nay đánh như vậy là quá là thành công rồi anh em ơi. Đó, kiếm lại lên được đó là 1 triệu là ok rồi. Rồi. Và anh em xem clip của mình ấy, nếu mà thấy hay thì đừng quên cho mình xin nút like và cho mình biết ý kiến của các bạn, cũng như là những thủ thuật mà anh em có thể là biết được thì có thể chia sẻ ở bên dưới nhá. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi đến video của mình và hẹn anh em ở những clip lần sau hay hơn và những thủ thuật là tốt hơn nhá. Bye bye.